Trước tiên thì mình sẽ sơ chế thịt bò ha. Dạ, sơ chế thịt bò. Bò này thì mình sẽ cắt khối to. Mình sẽ cắt khối to ha. Dạ, cơ bản thì thịt bò em thấy anh đã hoàn thành. Rồi, mình sẽ cho nguyên liệu vào đây. Dạ. Đầu tiên là nguyên liệu nào anh ạ? Gia vị. À, bây giờ mình sẽ cho thịt bò vào tô ha. Dạ. Nhất là em sẽ cho 2 muỗng tỏi vào đây. 2 muỗng tỏi. À, vào đây. Rồi. Được chưa ha anh? Đây. Rồi. Em cho 1 muỗng rưỡi hạt nêm. Muỗng rưỡi hạt nêm. À. Dạ, như thế này là 1 muỗng đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Cho vào đây 1 muỗng tương cà. 1 muỗng tương cà. Muỗng tương ớt. Và 1 muỗng tương ớt. Dạ, đây. Đây là sau cùng là mình sẽ cho 2 muỗng này, 2 muỗng nước mía cô đặc. À, đặc biệt là em thấy bây giờ mình sử dụng nước mía cô đặc. Và cái công dụng của nước mía cô đặc trong cái món ướp cà ri này như thế nào anh? À, để thực hiện cái món này thì mình nước mía cô đặc này là mình thay cho đường ấy. À, mình không sử dụng đường mà mình sử dụng nước mía cô đặc. Thì nó có tác dụng là tạo cái vị thanh đúng không anh? Ngoài ra thì nó còn có công dụng nào khác nữa? Vị ngọt tự nhiên. Vị ngọt tự nhiên nó thanh hơn là mình xài đường. Em cho muỗng, 2 muỗng dầu gấc nha. Dầu gấc 2 muỗng. Rồi em sẽ trộn lên. 1 muỗng cà ri. Và 1 muỗng cà ri. Đây. Dạ. Ừ, em thấy là dậy mùi thơm rồi đó. Mình có cần ướp trong thời gian bao lâu hay là mình sẽ chế biến luôn vậy anh? Mình ướp trong thời gian khoảng 5 phút. Rồi, sau khi mà mình trộn đều, các gia vị với lại thịt bò thì mình sẽ để ướp đây trong 5 phút. Dạ, tiếp tục mình làm gì ha anh? Rồi, sau khi mình ướp 5 phút rồi, bây giờ mình bắt đầu mình mở lửa lên xào. Dạ, mở lửa lên. Đây, em sẽ chuẩn bị dầu ăn. Sau đó mình cho tỏi. Khi dầu nóng mình cho tỏi xay. Dạ. Kế tiếp là mình cho thêm 1 muỗng hành tím xay. Dạ. Rồi. Đây. Dạ. Giờ mình sẽ bỏ thịt bò vào xào. Dạ. Cho nó săn lại. Lúc này là mình đã chỉnh về lửa nhỏ rồi đúng không anh? Đúng rồi. Xào thịt săn rồi thì mình sẽ đổ nước vào. Đổ nước vào thì thịt nó gần mềm. Mình mới cho gia vị vào. Dạ rồi, đổ nước vào. Mình canh khoảng bao nhiêu thì vừa anh? Khoảng 1 chén hay không ạ? À, mình đổ khoảng 200ml nước ha. Dạ rồi, 200ml nước. Để cho... cho 800g thịt bò. Sao nãy giờ chăm sóc cái nồi bò của anh như thế nào rồi? Ồ, em thấy là nước nó bắt đầu sệt lại rồi đó anh. Wow. Đấy. Nó nhìn vừa đẹp lại bắt mắt như thế này. Em cứ nghĩ là món thịt bò đã làm cho em rất là cuốn hút rồi đó. Bây giờ vừa thơm mùi nè, dậy vị mà lại bắt mắt nữa. Dạ. Thì bí quyết nào mà anh có thể là trang trí được cái món ăn vừa ngon vừa đẹp như thế này anh? Đây là anh sẽ dùng cái khuôn inox này ha. À, cái khuôn. Mình sẽ bỏ cơm vào đây. Wow. Đều có bí quyết hết rồi. Rồi mình sẽ ép nó ha. Dạ. Ép cho thật là chặt. Dạ. Ok. Thì nó sẽ ra như thế này. À.
Vậy mùi thơm luôn đó anh Cường. Giờ mình sẽ múc bò ra ha. Dạ. Wow. Kế tiếp